Dạ, xin chào quý vị khán giả đã đến với kênh của Nguyễn Thị Ngân Official. Hiện tại em đang có mặt tại nhà của chú Bình. Đây mọi người, đây là phía sau. Phía trước anh Khương với là anh Thái đang nói chuyện nên là mình ra phía sau. Đó. Bữa nay thì bắt đầu xây dựng nhà của chú Bình rồi mọi người. Hôm nay là khởi công, động thổ. Cái đống cây này là vừa mới chặt xong này mọi người. Tại vì cái cây này nó sẽ dính vô cái đường mà mình vận chuyển vật liệu ra phía sau á. Nên là phải đốn cái cây này đi. Đó. Đằng xa là chú Bình đang đang mưa quá. Chú Bình vô đi. Chú Bình vô đi, không ướt á. Thôi thôi chú Bình vô đi, vô. Chú Bình vô đi. Chú Bình đang đi vứt vứt cây nhưng mà giờ trời nó mưa hơi lớn rồi, thôi chú Bình vô đi. Vô rồi chút nữa mình ra mình lấy sau. Chú Bình vô. Đấy, bữa nay là hôm nay động thổ, trời mưa nhưng mà trời mưa cũng là làm hên á. Đây đi vào trong này chú Bình. Mưa to rồi, mưa to rồi. Giờ nó đang vào mùa mưa nữa. Đó. Đây để đi tiếp lên mic cho chú Bình nha. Chú Bình thấy sắp có nhà, chú Bình thấy sao? Mừng quá he. Đỡ phải ở trọ nữa đúng không? Mấy đứa chắc nó cũng đang háo hức đợi nhà mới của chú Bình lắm. Đứa nhỏ cũng háo hức lắm đó. Từ bữa giờ cái mưa tình tôi giờ mới cái nước cái đòi thì qua đây hả? Dạ, như ba ơi, tôi cho con qua. Nhà chưa? Thì chưa ra đâu. Chưa, tại nó cũng biết á, nó cũng biết là có xây nhà biết. Nên là nó đợi. Nó kêu đứa dành cô dành với cô bé ấy á. Dạ. Ai đứa có dành phòng. Dành phòng á? Dành sao? Kêu dành làm cô dành mấy đứa nó đòi phòng riêng hả chú Bình? Đòi phòng riêng. Nhưng mà chú Bình biết là nhà mình xây có mấy phòng chưa? Thì chú biết tôi xây hai phòng. Xây hai phòng, chú tính là ai phòng nào chưa? Dạ, cái tính là vợ và anh với cô dân phòng. Còn ba đứa, hai đứa gái với chạy Úc phòng. Cái đứa không chịu. Không chịu hả? Chứ chịu sao giờ? Mấy đứa nó đòi chia sao? Con bé ai kêu một mình trong phòng. Một mình phòng. Nó ok đó nhưng mà nó thôi chưa em ở trong dưới nó. Như nó hơi to rồi chú Bình. Mưa hơi to rồi đó. Mưa to quá. Chú Bình đứng vô trong này nè cho nó đỡ ướt. Lấy bên giả bên phía trước này là trong đi không hướng được rồi rồi hướng đồ á nè, phía đằng trước này là miếng đất mà nhà chú Bình sắp xây nè. Hôm nay động thổ mà trời mưa là rất là may mắn luôn á. May mắn đi, chú Bình bước vô trong chỗ anh hỏi kìa cho nó đỡ ướt. Chú làm sao mà trời. Không sao hả? Bây giờ phải giữ sức khỏe để xây nhà nữa chứ. Ốm rồi không ai lo nữa. Mừng quá ha, mấy đứa dành phòng. Chị, bé hai là bé Phương á hả? Bé Phương đòi một phòng riêng. Tại bé Phương năm nay là cũng mười mấy rồi, sắp cũng lớn rồi. Nhưng mà sau này lớn thì để bé Phương với bé Hoa. Phương với Hoa một phòng. Còn ba cha con một phòng. Đó thì hai phòng thì chắc cũng sẽ có một phòng lớn và một phòng nhỏ hơn. Thì chú Bình lấy phòng lớn cho ba cha con chẳng hạn, còn phòng nhỏ thì hai chị em. Nhưng mà con trẻ mà nó nghe có phòng riêng thì tâm lý nó thích vậy đó. Nhưng mà là hồi ở một mình cũng hai chị em phải ở nhà. Vậy thì nào giờ có nhà hai phòng đâu. Có phòng còn cái nhà em lên hai lên đó. Dạ. Để nhà cũng có phòng ngủ thôi, cứ là phát thôi, đâu có tiền đó. Ý chú Bình đội cái mũ của con vô nè. Thôi đội vô đi, không nó ướt. Thôi chú cứ đội đi, không sao đâu, con khỏe được chứ chú Bình.
mất công đi. Vậy thôi thì mình đi vô dạ, trong đi cho nó đỡ ướt chứ đứng đây là hồi ốm hết á. Không sao đâu. Ngồi qua chú cũng chạy xuống đây. Đi đi đi, vậy đứng ở sau đây cho nó đỡ ướt này chú Bình. Từ từ em xíu. Dạ quên, dạ lúc nãy mưa to quá nên là phải dừng để đi che cái bao xi măng gì anh. Yêu quá. Gì yêu quái? Em xinh gái vậy mình kêu yêu quái. Xinh gái. Xinh gái. Đúng không mấy anh? Đúng. Còn anh Quốc nữa. Đó là trời. Quá nổi. Vợ con. Ôi ơi, hình như ở đây mấy hai anh em đứng đây không Quốc. Gái lại Quốc. Bập bập bập. Ủa vậy hả anh? Để giờ anh không cuốn hả? Sống xấu không? Mày cho đẹp trời. Mà xấu rồi con gái là mấy mấy anh ấy chắc có vợ hết rồi đúng không? Bước củi hả? Kêu bước củi đó nữa nặng đó. Cái này làm thích đấy. Tới 2 tháng nữa chưa xong cái nhà quá. Em đứng đó đi là anh bảo đảm nha là. Dạ em đi tới đâu là cũng tới đó. Anh có cần em phụ không anh? Anh ơi, anh ơi, uống nước không? Mà xong là rồi thôi. Cuốn tới tối. Tối luôn quá. Về tối. Mấy anh vậy? Về. Về đang làm đơn nhà thôi. Về vợ tối coi clip. Có mệt không? Về vợ tối coi tối vợ coi clip đây. À, anh bữa dữ lắm hả? Về anh bữa tôi coi coi. Rồi. Thấy thấy con nhỏ kia đứng kế bên ông bữa lắm hả? Vợ ông bữa tôi coi coi. Thôi vậy thôi anh có vợ. Anh có vợ hả? Sợ. Sợ gì trời. Chơi là ghẹo chơi thôi. Vậy thôi. Vậy mà nhát rồi. Đường đến nhau luôn. Bỏ vợ luôn không? Bỏ liền. Bỏ liền. Bỏ vợ. Làm YouTube luôn. Làm YouTube phải anh là đây đang đào được mấy đường rồi quý bà cô chú anh chị. Đây đường gì nữa. Không, cái này xong vậy là rồi rồi đó. Ồ, cái này là cái này là đường cột đó hả anh Thái? Ừ, đổ dây đà, đổ đà băng á. À, đổ. Đổ, 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 mình lót sắt rồi mình đổ lên phải không? Lót sắt rồi đổ một dĩ. Đổ dĩ băng. Có gì mà nó cứng bằng cái này. Cứng chắc hơn không? Ừ. Ở mấy đời luôn hả? Liền hết luôn. Thứ hai nữa, đất này nó không có lúng nữa. Ờ, đất này quá ngon rồi. Đất này đỡ khỏe. Không, mà nếu như mà mấy anh làm theo cái bản vẽ không theo cái tiến độ như vậy đó. Là bảo đảm là trong vòng 2 tuần sẽ rồi. Trời mai mà mấy anh đổ xong rồi mấy anh dựng mấy cột lên là mấy anh dịch. Nếu mà trong vòng 2 tuần mà xong thì để em đặt vé bay qua Mỹ mình chơi nha mấy anh. Cảm ơn con quán bển ta cũng gặp mình cũng gửi lời cảm ơn mình đó. Chắc không? Chắc là giờ bây giờ 2 tuần nữa thì tầm 10 tay em đặt. 10 tháng 5 đặt cho mấy anh đi Mỹ chơi vé hả? Đi chơi con nữa tháng về. Để em xúc phụ lúc cho anh. Thôi cảm ơn. Mê. Không mê. Mà nhậu rồi được rồi. Mới nhậu. Có đi ra mua thị cho anh. Tôi nhậu ngày miễn tận. Tại đó. Ở đây đông quá là giờ. Lính này của mình keo thì chết. Dạ dạ. Để cắn má nó coi. Dạ dạ. Dạ dạ. Trồng khoai hả? Cái này là diện tích 4.12 4 rưỡi thôi. Nhân 12. 45 12. 45 12. Mày ông này ông lén lén ông bỏ tiền ra ông xây thêm. Vài bữa ra nhà tao bá lửa. Khi vài bữa nó xuống ông đập nhà của bà mẹ nữa, xây qua cho anh Bình luôn. Có hồ bơi này nè, cái thứ nữa nè. Hết hộp luôn. Hết rồi. Không có bơi được đâu mà làm hồ bơi chi. Không bơi được đâu. Làm nhà vậy là quá nhanh. Rồi, trong cuộc đời của mỗi người là có cái nhà là mừng lắm quý mẫu chú chị. Dạ, cất được cái nhà là mừng rớt nước mắt luôn. Sao mừng? Dạ, bản thân mình cũng mừng nữa. Tôi vừa mà có được cái nhà ở thì cũng có mà cũng có 4 năm nay chứ mấy. Ừ. Tao mơ tới giờ chưa có. Ủa tao có tao mới ở 3 năm nay chứ mấy mày. Nhà 3 năm nay chứ dậu. Nhà trước hiện nhà tại hả anh? Ừ, trước ở nhà chứ mà giờ không mà, đâu có nhà đâu. Bữa đứng cất nhà mà tao nói khóc quá trời khóc hết mắt. Khóc từ ngày khởi công xây dựng tới giờ vẫn còn khóc. Khóc là tại ông bà đuổi rồi khóc hả? Mừng á. Chứ bữa giờ anh Bình là toàn ở nhờ người ta không quý bà con chú chị. Dạ rồi rồi giờ người ta lấy nhà lại rồi. Lấy nhà lại giờ mấy cha con phải đi ở trọ.
dạ đi ở trọ cũng may là con vừa cũng bắt đầu tính toán, mà cũng may là có miếng đất này nha, không có miếng đất là cũng đuối á. Đuối á. Giờ mua miếng đất 2-3 triệu nữa. Mua đất cũng cao. Ừ, này chắc hơn à. Anh Bình cũng này cũng ở đây bán mét ngang, một mét ngang trở về là 200 rồi. Tính mét ngang là sâu bao nhiêu là thoải mái luôn hả anh? Không, quy định đất đâu có bao nhiêu chứ. Quy định đất ta có nhiêu thì ta bán bao nhiêu. Sâu là 30 mét thì ta bán 30 mét là 200. Ờ. 35 mét thì 201, 220 lên nữa. Lên xíu vậy thôi. Còn xin trên mai có miếng đất này nó cất rộng rộng cũng được. Rồi, à này Mạnh Thường Quân có kênh à không bác cho bé kia cho cái kia lộn. Mình nhiều quá sao. Nhớ. Sẵn rồi. Nhầm. Cho thằng bé Hạnh 80 triệu quên. Ghê vậy? Dạ. Rồi ơi Mạnh Thường Quân cho kênh, một lúc kênh ngân nhỏ nhỏ cho là cho 80 triệu. Cho một đống gì đó ha. Không cho để cho kia chữa Hạnh. Dạ, tại bạn kia bạn con trai bị bệnh nên Thái. Nên là cái này mình xây gạch rồi mình dẫn nước mình thả cá coi được mấy anh. Muốn thả cá coi. Đúng là cũ luôn đó. Trời ơi, biết chừng nào mới có cái nhà vậy nữa. Chừng nào lấy chồng có nhà. Chưa lấy chồng cũng chưa chắc có nhà anh. Còn bây giờ làm con gái anh mình đi rồi vô ở. Có cái nhà. Có nhà anh sẵn luôn. Ừ. Sao giờ? Đợi em bữa nào anh Bình. Để hỏi anh Bình coi anh Bình nha. Mình, lúc anh nãy mình kêu là mấy đứa nó đã tranh phòng rồi. Dạ. Nhà chưa xây xong mấy đứa đã tranh phòng rồi. Quá trời quá đó cái gì tranh giành hả? Bé Phương đòi ở riêng một phòng. Bà nội đó bà đòi một phòng. Bà lớn nhất bà đòi một phòng. Nhưng mà dễ thương mà con nít ngày xưa em vậy, bố mẹ xây nhà là hay thích đòi phòng lắm. Con nít mà nghe có nhà có phòng nó lớn nhưng nó còn nhỏ chưa có rất nhiều vô tư đòi gì giờ em cuốc kéo xuống nè kéo xuống sợ mất cơ ảnh quạo đó nè 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 tú cộng mấy anh đang cần phụ nè. Em lấp xuống mấy anh đang đợi đang nghỉ mệt nè, em lấp xuống. Lấp xuống dưới. Hai kênh gặp nhau. Lấp cái này xuống đây hả? Ừ, lấp xuống dưới. Cài đi cái ở dưới quê mình cái miệt tay cái bên tre mà. Ở đây nó không? Ừ. Anh múc lên thử. Đâu, bây giờ đang chỗ đó cần lấp xuống. Bị sâu quá rồi. Mà anh cuốc cái này vô đầu em luôn á. Đừng có dụ em cho anh Bình cười kìa. Ê bà Nguyễn Thị Ngân mà chim bung tròn ngục tú nha quý vị. Tròn đâu nãy giờ. Hồi nãy chị không đi. Hồi nãy em đứng này anh thấy em anh cút y như là sấm chớp vậy. Anh cho chị múc cái này xuống dưới nữa. Về nha bà con bác để hai đứa nhà đây để cho anh thợ họ có động lực để học. Bà Nguyễn Thị Ngân. Ây da. Dạ. Phương Dừa cái. Dạ. Dạ nói chung bữa nay xuống thăm anh Bình với lại là anh Khương cũng tới để gọi là động thổ xíu cho cái việc xây nhà của anh Bình cũng đã. Đó, bây giờ thì anh Khương cũng chuẩn bị về lại trên nhà để anh đi dự đám cưới ở bên ngoài Bình Thuận. Chắc cũng tranh thủ để về nghỉ ngơi xíu cho anh nghỉ ngơi chứ mấy bữa nay anh đi cũng hơi nhiều mọi người. Rất là cảm ơn các bạn Thường Quân đó, quý vị khán giả đã ủng hộ số tiền rất là lớn để chú Bình có thể xây nhà. Đây chú Bình. Chú Bình. Chú Bình lại đây với. Cảm ơn quý vị khán giả cái xong rồi mình chào clip. Đó, bữa nay có chuẩn bị xây nhà, nói chung là nếu mà theo tiến độ thì chắc tầm tháng nữa là chú Bình sẽ có nhà. Đó, mừng ha. Cảm ơn chương trình lắm. Dạ. Tại có nhà có mấy đứa con và trai con anh ở là anh mừng. Dạ. Quá mừng luôn. Nhưng mà chú Bình phải nhớ giải quyết vụ chia phòng nha. Chia phòng sao cho ổn thỏa nha, không để mấy đứa nó cãi nhau nha. Dạ.
Đây, cảm ơn Nguyễn Giả, hy vọng là lần sau xuống là chú Bình đã và mấy đứa nó đã vô nhà ở tươm tất sạch sẽ gọn gàng hết rồi. Đó, bữa sau xuống là mình ăn bây giờ động thổ, bữa sau xuống là gọi là gì ta, động đũa hả? Bữa sau là động đũa ăn mừng khai ăn mừng tân gia nhà mới nha. Dạ, cảm ơn Nguyễn Giả rất là nhiều. Và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.